Đây, các bạn thấy ngon không? Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà mình hôm nay khỏe không? Hôm nay mình làm một món rất rất là đặc biệt, bún bò cà ri xào. Hình như nó có lai Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, hình như có Ấn Độ nữa, tại vì nó có cà ri ở trong đó. Nói tóm lại đó là mình chưa thấy người Việt Nam làm kiểu vậy ha. Nó có bún bò cà ri nhưng bún bò xào nhưng mà không phải là bún bò cà ri. Cái này nó rất rất là đặc biệt. Mình cùng nhau vô bếp nấu ăn nhé. Ok, bún bò thì dĩ nhiên là không thiếu thịt bò ha các bạn ha. Thì thịt bò mình thái mỏng mỏng, mình thái thái ngang ha, mình đừng để cho nó đừng có bị dai á các bạn, chứ mình đừng có thái theo chiều dài, thái mỏng mỏng ha. Nguyên liệu thì có ớt, rồi tỏi, cà ri, sả, hành và bột nêm các bạn ha, bột nêm rồi dầu với là nước mắm. Ok, bây giờ mình bắt đầu ướp gia vị ha các bạn ha. Như là bún bò cà ri thì như là nó có cà ri, mình bỏ khoảng nửa muỗng, rồi bột nêm, nếu mà các bạn muốn coi cũng nửa muỗng bột nêm ha, thì các bạn có thể coi ngay cái chữ y cách làm bột nêm tại nhà ha các bạn ha. Rồi mình cũng có thể bỏ một tí xíu đường, mình xài đường nâu tí xíu thôi, chưa tới nửa muỗng. Ok, rồi một chút xíu dầu. Rồi mình trộn nó lên. Rồi thế thôi, mình ướp khoảng 15 phút ha các bạn ha. Trong thời gian đó thì mình nó có củ hành nữa. Đấy. Hành có tỏi có ớt rất là đậm đà, ăn là không mê thì thôi. Bây giờ mình qua mình làm nước mắm ha các bạn ha. Cái phần nước mắm á, thì là mình lại thích giả ớt với là tỏi vào trong cái cối đó, thì mình thấy nó hỗn hợp thì là nó ngon hơn là mình chỉ bằm bằm thôi ha các bạn ha. Thì đây là tỏi, ớt, rồi xong rồi mình bỏ một muỗng đường vô trước, rồi xong rồi mình giả nó. Tỏi, ớt với đường, một muỗng đường mình đã giả rồi ha các bạn ha. Thì bây giờ mình múc nó ra cối. Thế mình cho thêm đường vô đấy, lúc này là một muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng đường ha các bạn ha. Rồi xong rồi bây giờ là mình vắt chanh.
mình đong lượng chanh cho các bạn nhé. 1 2 cùng 3 muỗng ha các bạn ha. Nó ngọt ngọt chua chua. Mình có cái bí quyết làm nước mắm á, là thứ nhất đó là mình giã ớt với tỏi với đường chung với nhau cái đã. Rồi xong rồi đó là mình bỏ đường chanh, 3 muỗng đường, 3 muỗng chanh tổng cộng. Rồi xong mình quậy quậy nó đi. Mình quậy nó đi. Rồi xong bí quyết thứ nhất, mình cho thay vì cho nước lạnh, mình cho nước dừa thì nó lại thanh hơn. À, các bạn ha, đấy. À, 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng nước dừa nếu mà có ha, thay vì mình lấy đường không thì nó ngọt quá, còn mình bỏ nước dừa vô đó thì nước mắm nó dịu dịu dịu. Đó rồi bây giờ mình trộn nó lên rồi xong rồi à, mình nêm nó. Bây giờ mình nêm nó. Ôi ngon quá. Mình nêm nó làm sao nó có chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Lúc đó mình vế bỏ nước mắm vô. Mình thấy nó ngọt ngọt chua chua cay cay bỏ vô. Đấy, nói tóm lại là cái gì cũng 3 hết á. 3 muỗng nước mắm, 3 muỗng nước dừa, 3 muỗng đường với 3 muỗng chanh. Rồi mình nêm nếm theo khẩu vị của mình ở nhà ha các bạn ha. Thì nếu mà ai mà thích chua hơn á, thì bỏ chua hơn. Ai thích ngọt hơn thì mình bỏ ngọt hơn. Rồi xong rồi sau đó mình phải bỏ một chút xíu. Tại vì mình giả nó cái ớt với tỏi đấy thì thấy nó không có được đẹp cái nước mắm mấy. Thì cuối cùng mình cho tỏi băm với làm tỏi băm với ớt băm thì để cho thấy nó đẹp mắt ha. Đây nha các bạn này, để thấy nước mắm của mình không đấy. Bây giờ là bắt đầu đến phần xào ha các bạn ha. Bỏ dầu vô, tỏi, mình nghĩ cái này có lai Ấn Độ, sả, cà ri, ớt. Những cái này dịch nôm lai Ấn Độ với là Thái chắc mình cũng không biết, nhưng mà ngon lắm các bạn, rất rất là đặc biệt đấy. Thế thôi, bạn á, đây là bún. Rồi à, rau sống salad. Salad rồi hành ngò rau sống, muốn ăn cái gì thì mình bỏ vô ha các bạn ha. Đấy. Dưa leo. Rồi à, thịt cái này mà mình nghĩ là quấn cũng ngon lắm nha các bạn nhá, kiểu bún rồi rau sống rồi cuốn với bánh tráng ăn nó nà nà đấy, thấy không?
Rồi đồ chua, nếu mà các bạn muốn coi mình làm đồ chua thì các bạn đi lui lại mình làm gỏi cuốn đó, các bạn ha. Rồi nén, rồi đậu phộng, thấy không? Đó, thế thôi. Giờ xong rồi chan nước mắm lên, nhưng mà tại vì mình không ăn thành ra mình không có chan. Các bạn thấy hấp dẫn không? Mình làm cuốn cũng ngon lắm nha. Các bạn làm theo cái thịt kiểu vậy đó, rồi xong mình cuốn với bánh tráng, ăn hết chề nổi. Đấy. Đấy, các bạn thấy thèm. Đây, các bạn thấy ngon không? Cái phần này mình để dành cho con trai mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn làm ăn thử đi nhá. Rất là lạ miệng, rất là ngon. Các bạn làm ăn thử rồi các bạn nói cho mình biết. Hôm nay thì mình không có ăn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Mình chào các bạn, chúc các bạn lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn khi khác.